Tử vi từ ngày 25 tháng 12 âm lịch Ất Dậu. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Mỗi buổi sáng thức dậy, quý vị và các bạn chắc hẳn rằng muốn biết ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra như thế nào. Công việc, sức khỏe, vận trình có tốt hay không? Để giải đáp được những thắc mắc đó, ngày hôm nay kênh Phong thủy Gia Cát xin giới thiệu đến quý anh chị chương trình luận giải tử vi kết hôn cho ngày 25 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn luận giải từ thầy Gia Cát và Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Anh chị hãy theo dõi để biết vận hạn của mình trong ngày hôm nay, đón nhận những lời khuyên giúp cho việc định hướng và lên kế hoạch cho ngày hôm nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan về ngày 25 tháng 12 âm lịch. Ngày 25 tháng 12 năm 2020 âm lịch còn gọi là ngày 25 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 6 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Ất Dậu, có nạp âm là truyền trung thủy, tức là nước trong suối. Do Dậu và Mão chính xung, Ất âm mộc khắc kỷ âm thổ, Tân âm kim khắc Ất âm mộc. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 và Tân Mão sinh năm 2011 và 1959. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 25 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dân thủy gặp Ất âm mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày, có sao hàn trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tý với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Ngoài ra còn có các tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Ất âm mộc và thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Sửu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. May mắn trong ngày còn có hai các tinh là tướng tinh và phúc tinh giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho những người tuổi Sửu. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Sơn dương mộc gặp Ất âm mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dần trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bên cạnh đó còn hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thiên tật chiếu mệnh nên gia chủ tuổi Dần cần chú ý ngay những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tiên sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão.
Mão âm mộc gặp ất âm mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. May mắn trong ngày cần có hai cát tinh là phúc tinh và thiên lộc chiếu mệnh. Đây là các cát lành. Đây là các cát tinh đem đến tài lộc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, cơ mật vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những gia chủ tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi, nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp khung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì dương thổ gặp ất âm mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày có sao hàm trì chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thìn. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Đặc biệt những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ. Cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân để tận dụng cơ hội tốt, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận thân, tí, thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp sát sơ mộc là thiện ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. May mắn trong ngày còn có ba cát tinh là tướng tinh, thái cực và kim dư chiếu mệnh. Đây đều là những ngôi sao may mắn. Nếu có các ngôi sao này trong mệnh sẽ có được tinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ. Cho nên tài quan của người tuổi Tỵ rơi vào ngưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp ất âm mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Ngọ. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt thì ắt sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. May mắn trong ngày còn có hai cát tinh là văn xương và thái cực chiếu mệnh. Đây là những sao tốt đem đến cát lành, văn xương, quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử. Nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Còn thái cục là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất cho 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ. Cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp sát sư mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Đặc biệt vẫn tuổi lưu chuyển đến năm 2020 canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay sẽ dần gặp khó khăn, trách trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp giáp dương mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia và các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Trong ngày có sao hàm trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thân. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. May mắn còn có các tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn trong mệnh.
Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Đặc biệt, bước sang năm 2020, thái tuế Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Số âm kim gặp ất âm mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ không cẩn thận, xảy ra tranh chấp, cãi vã. Trong ngày còn có tướng tinh chiếu mệnh là sao Tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quân hung. Vì vậy, trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được sự thăng tiến, mong muốn trong công việc. Ngoài ra, tuổi Dậu đã rơi vào năm Canh Tí 2020, do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tí Thủy, nên còn gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Xương Thổ gặp ất âm mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh nên chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất còn có nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Xương Thổ gặp ất âm mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn còn có các thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát chủ về quan vận. Nên như gia chủ tuổi Hợi, nếu như đang theo con đường quan trường, sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Hơn với những người sinh năm Hợi và năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Thuận lợi trong ngày hôm nay, tránh xa những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về lần giải vận hạn ngày 25 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị và các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để có lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!